giờ có hay. Trời quá hay. Từ từ lắng xuống, bình tĩnh rồi. Cho em đánh nốt phát này đó. Chờ từ sáng giờ. Đi về à? Gần đánh rồi. Ồ, anh đợi em tí, nó đang sắp đánh đến nơi rồi kìa. Đang máu lắm rồi đấy. Chưa. Sắp. Sắp rồi, sắp rồi. Nó bay vào đồng rồi. Đây, nó đứng trên đồng rồi. Chưa. Đứng rồi. Anh chắc có nhiều nhỉ? Ừ, thỉnh thoảng đi thôi. Không phải là con chim đâu. Hả? Chim đâu. Ở nhà có mấy con thôi. Bây giờ là con nào chuẩn là bán đi rồi. Con nào hay để lại chơi chứ. Thường thường anh đánh này anh để nhốt lại một thời gian nữa không? Ừ. Nó máu đánh lắm rồi đấy, nhưng nó chưa đại tìm được chỗ đánh. Không, tí nữa thôi, con này nó sắp xuống rồi. Vì mình đánh nhiều mình biết mà. Đánh nhiều mình đoán đoán là tí nữa rồi. Tầm 10 phút nữa. Thấy chưa? Dính rồi. Rồi xong rồi nhá. Vẽ bao nhiêu lâu ngồi chờ đau hết cả.